Hello, xin chào tất cả anh em. Video ngày hôm nay thì em sẽ bóc hộp và test hai cục đẩy này cho hai bác khách em nhé. Một cục đẩy là H500 và một cục đẩy là 8004XS này. Ở đây em vừa bóc hộp xong. Đấy, vừa bóc hộp xong em nhé. Đấy, test cho anh em ngay trong ngày hôm nay. Cái cục đẩy 8004 này em test cho anh là anh Chí. Đó, anh này anh ở tỉnh Đồng Tháp anh em nhé. Đó, tỉnh Đồng Tháp. Và anh cũng đã cọc trước cho bên em là 500.000 đồng rồi. Thì bây giờ thì em sẽ test cục 8004 này gửi đi cho anh. Và một cục đẩy H500. Cục đẩy H500 này là cục đẩy của một bác khách. Bác này bác ấy ở Trương Mỹ, Trương Mỹ, Hà Nội anh em nhé. Thì cục này thì bác cọc cho 500 rồi. Thì với cục đẩy H500 này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 4 triệu. Và cục đẩy 4 kênh 8004 này thì bên em đang bán với giá là 7 triệu 800 nghìn đồng. Và với con 4 kênh này thì báo ship anh em nhé. Còn con 2 kênh H500 này là chưa gồm phí ship. Rồi ok, thì em sẽ test cái cục đẩy 4 kênh này trước. Test chất thô, chất mộc của cục đẩy anh em nhé. Mời anh em cùng lắng nghe. Đây kênh 1 này. Ở đây em đang chơi một kênh, chơi một quả 40 và một quả 30 anh em nhé. Đó. Đang chơi một quả loa 40 và quả loa 30. Đó. Đây là một kênh, nghe chưa? Đó. Phải nói là tiếng rất là sáng, tiếng rất là sáng. Công suất chuẩn nó cho ra là 800W trên một kênh. Như anh em thấy là anh rất là căng anh em nhé. Đó. 8004XS của lời em phân tích ok chưa? Đó, mặt rất là đẹp. Đó. Đang test kênh 1 anh em nhá. Đấy, quá chất luôn. Ok chưa? Cục đẩy này nặng tầm 28 kg. Đó, 28 kg. Và lên tới 64 sò LGVKF. Đó. Ở đây thì em đang cho anh em xem đây. Đó, dây ra loa đây anh em nhá. Đấy, nhạc tín hiệu từ máy tính cắm trực tiếp vào. Ok chưa? Và anh em có thể sử dụng cái jack cài loa này anh em nhé. Đó, jack cài loa này hoặc jack music này đều được. Khá là chất đúng không? Rồi, giờ sẽ test sang kênh 2 này. Đó, em sẽ chuyển loa sang kênh 2. Ok chưa? Đó, kênh 2. Đó, kênh 2 nhá. Đó. Tiếng rất là sáng đúng không ạ? Quá ok luôn. Căng lên một chút này. Đó, rất là hay đúng không ạ? Đây này nó chạy mạch class H cho nên là tiếng của nó ra rất là sáng. Đó, rất là sáng. Đó, và nhìn nó rất là đẹp, sang trọng anh em nhé. Chúng ta để trong tủ cậy cho chúng ta thì nhìn nó rất là ok. Đó. Tất cả sản phẩm bên em mà đều là hàng mới hết và đều được bảo hành cho anh em lên tới là 12 tháng. Ở lúc tháng đầu tiên của nhà xuất anh em sẽ được đổi mới. Tôi lại gặp anh. Quá ok đúng không ạ? Đang chơi trên một cặp loa, một loa 40 và một loa bass 30. Tôi lại gặp anh, giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày quá chất đúng anh không ạ? Vui lên. Tiếng rất là sáng. Giờ em sẽ test nốt kênh 3, kênh 4. Đó. Này test thì rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Đó, rất là đơn giản. Nó dây loa kênh 3, kênh 4 luôn. Kênh 3 anh em nhá. Kênh 4 này. Ok chưa? Cả hai kênh này. Anh rất là
càng nữa. Đây đang chơi trên cặp 30 và cặp 40. Đèn vàng ngoài phố vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Anh sống đời quá ok đúng không ạ? Đang mở khá nhỏ thôi, em đang để tầm hướng 9 giờ đấy anh em nhé. Ừ, 9 giờ này rất là nhỏ mà chất âm nó ra rất là căng. Đang mở trên cặp loa 40. Đây là cặp 15. Cặp loa này hiện tại đang bán với giá là 14.500.000 cặp loa bass 40 anh em nhé. Cặp loa 30 TVK 12 đang bán với giá là 12.500.000. Tiếng quá là hay đúng không ạ? Thôi mình chia tay rồi mai đây cũng về quá. Phải nói là cái tiếng của cái cục đẩy này ra, chất âm ra quá là ok, rất là sáng tiếng. Em tét mộc thôi mà chất âm đã rất là ok rồi. Thì nó rất cảm ơn hai anh đã tin tưởng vào mua hàng của bên em, đúng không ạ? Thì bây giờ xin phép anh em thì em sẽ tét nốt cục đẩy H500 này và đóng hàng đi ngay cho anh em trong ngày hôm nay. Nhân cái ngày cuối năm này là bên em là đóng hàng khá là nhiều anh em nhé. Anh em để thấy đây, đóng rất là nhiều cục đẩy chuyển đi cho anh em trong hôm nay. Đó. Rồi ok, cảm ơn anh em đã tin tưởng vào mua hàng của bên em. Anh em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em một số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.